Lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì tiếp tục một cái video em đăng tải lên, đây là em sẽ giới thiệu tới các bác là hai cái mẫu thùng quay và đơn vị bên em đang bán ở trên thị trường. Một là cái mẫu thùng quay hai cầu dành cho ong lụng và một là cái mẫu thùng quay ba cầu dành cho ong ngoại. Thì em xin đi vào giới thiệu chi tiết về từng cái mẫu thùng. Em sẽ giới thiệu về cái thùng quay dành cho ong ngoại trước. Thì đây là hai cái mẫu thùng quay dành cho các bác nuôi ít đàn ong này. Đây là cái mẫu thùng quay ba cầu. Thì cái thùng quay ong ngoại để đáp ứng được cái tiêu chuẩn của khung quay cầu là vừa mấy cái cầu 48-24 của các bác đấy, dành cho các bác nuôi ong ngoại này. Thì về cái nguyên liệu để làm nên chiếc thùng thì vỏ ngoài của nó đây, vỏ ngoài là được làm bằng inox 304 không nhiễm đấy, inox 304 không nhiễm. Còn xong khung quay cầu thì là làm bằng thép không gỉ đấy. Thì cái thùng quay ba cầu này thì các bác có thể quay một lần là được ba cầu luôn này đấy. Nhưng cái thùng này là không quay bằng lực ly tâm, đâm ra là các bác là phải đảo mặt cầu các bác nhé. Đấy, khi các bác về sử dụng là phải đảo quay hai lần thì mới hết. Còn về phần đáy của chiếc thùng là được làm bằng đáy bằng. Khi các bác sử dụng quay được 5 đến 10 lít mật thì các bác đổ ra một lần. Đấy, khá là tiện lợi. Bởi vì các bác là nuôi từ 10 thùng, 10 đàn ong trở lại thì các bác sử dụng cái thùng như thế này thì quá phù hợp. Vì giá tiền của nó cũng phải chăng. Đấy, giá cả rẻ, nó chỉ hơn 1 triệu đồng một cái thôi. Nó không đắt như những cái thùng 4 cầu và 6 cầu. Đấy, quay thì rất là nhẹ này các bác này. Đấy. Còn về cái phần trục bánh răng thì những cái mẫu thùng nhỏ này là chỉ tạo thiết kế cho các bác là cái bánh răng nhỏ thôi. Đấy, tránh cái tình trạng là khi các bác chế cho các bác cái bánh răng to là các bác quay là ống trục nhộng nó sẽ văng ra. Đấy, nó làm hỏng cái đàn ong của các bác. Thì cái thùng này để gắn kết cho nó chắc nhất ấy, thì đã được làm một cái xà như thế này. Đây cái xà này. Cái xà này thì bằng một cái hộp thép không gỉ các bác nhé. Đấy, liên kết với nhau là từ những cái con ốc này để bắt xiết lại vào cái bên kia. Đấy, tránh cái tình trạng khi các bác sử dụng va quật vào đâu thì cái thùng nó sẽ bị bóp méo. Đấy là hai cái đấy đã giữ cho các bác rồi. Thì để tránh cái nhầm lẫn về cái thùng ong lội hoặc ong ngoại ấy, thì bên đơn vị đã dán như thế này. Đấy, dán ở đây là chữ ong ngoại này. Nếu mà không dán như bên đây ấy, để trơn thì là thùng ong lội. Để tránh nhầm lẫn khi gửi tới tay các bác. Còn sau đây thì em xin đi vào giới thiệu về cái mẫu thùng hai cầu dành cho ong lội. Cái mẫu thùng hai cầu đây thì các bác có thể thấy này, thì vỏ bên ngoài của nó thì vẫn được làm bằng inox 304 không nhiễm. Đấy, bên trong khung cầu của nó thì là bằng thép không gỉ. Thì cái cầu này thì không phải là quay dành cho ong ngoại nữa, mà kích thước của nó là đáp ứng tiêu chuẩn của cái cầu 4221 dành cho ong lội. Đấy, về những cái thiết kế chi tiết thì là nó vẫn như là cái thùng ba cầu dành cho ong ngoại thôi, nhưng mà nó là cái loại dành quay của cái cầu ong lội. Đây, em sẽ quay một vòng để các bác xem. Đấy, về kích thước của hai cái thùng này thì nó khá là tương đồng với nhau thôi. Nó chỉ nhau hơn nhau một cầu và một cái nó dùng cho ong lội và một cái nó dùng cho ong ngoại thôi. Còn bên đơn vị là bán tất cả các vật tư về ngành ong. Đấy, từ những cái thứ nhỏ nhất cho cái thứ lớn nhất. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp hai cái số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Đây, em sẽ quay qua một góc về những cái chiếc thùng nuôi ong của bên đơn vị. Đây là những cái chiếc thùng nuôi ong này các bác này. Thì thùng nuôi ong này thì em vừa gia công được gần 200 cái thì vừa bán cho các bác, bây giờ chắc chỉ còn 30 cái thôi. Đấy, các bác cũng có thể thấy là điều kiện thời tiết ở Bắc Giang em mấy ngày hôm nay nó mưa to này. Đấy, mưa ướt luôn sân này, mưa to lắm. Thì để làm ra những cái chiếc thùng này thì cũng rất chi là khó khăn các bác nhé. Đấy, nếu mà bác nào mà đặt hàng vào những cái lúc trời mưa này mà nó không có hàng thì các bác thông cảm cho em. Còn bên đây là những cái lô thùng quay mật đây. Đấy, từ đủ các kích thước, từ 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, rất là nhiều luôn. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.